Mục tiêu đặt ra là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Đến năm 2030, sẽ phát triển chăn nuôi heo với các giống cao sản theo hướng trang trại công nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đàn heo chăn nuôi theo hướng hữu cơ, truyền thống với các giống heo bản địa, heo lai, giữa giống cao sản và giống bản địa. Đối với gia cầm, phát triển theo phương thức công nghiệp. Tổng đàn gà có mặt thường xuyên khoảng từ 400 đến 450 triệu con, trong đó ít nhất 60% nuôi theo phương thức công nghiệp. Dự thảo chiến lược đề ra 4 đề án liên quan đến các lĩnh vực cần tập trung nguồn lực để thực hiện thời gian tới. Đó là công nghiệp sản xuất giống vật nuôi và công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, công nghiệp giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi, nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh và xử lý chất thải trong chăn nuôi.